Hồ Văn Cường lộ ảnh đời thường bên bố ruột, một chi tiết khiến fan rất xa. Mới đây, các fan của Hồ Văn Cường chia sẻ một số hình ảnh nam ca sĩ bên bố ruột. Trong đó, Hồ Văn Cường cùng bố đang lội ao, không ngại bụi bẩn. Sinh ra ở một miền quê nghèo, nên những việc này đối với Hồ Văn Cường không còn quá là lẫm và khó khăn. Hồ Văn Cường lội ao cùng bố ruột để lộ vóc dáng gầy gò. Thông qua một số hình ảnh này có thể thấy mối quan hệ giữa Hồ Văn Cường và bố ruột vẫn tốt đẹp không như lời đồn. Trước đây xuất hiện tin đồn con trai nuôi Phi Nhung hỗn hào với bố ruột. Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn sai sự thật. Hồ Văn Cường quay trở lại cuộc sống đời thường sau sóng gió. Bên cạnh đó, vóc dáng gầy guộc của Hồ Văn Cường khiến fan xót xa. Sau khi rời khỏi nhà mẹ nuôi Phi Nhung, Hồ Văn Cường bị giảm cân, sức khỏe có phần yếu đi. Nhìn hình ảnh hiện tại của Hồ Văn Cường, fan không khỏi lo lắng. Hồ Văn Cường gầy quá, chịu khó ăn uống, tăng cân nhé Cường. Nhìn dáng của hai bố con không lẫn vào đâu được, hai bố con Cường đáng yêu quá. Được biết, hiện tại gia đình Hồ Văn Cường đang sống trong một căn nhà trọ cấp 4 ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Việc Hồ Văn Cường quay trở lại sân khấu cũng là quyết định từ phía nam ca sĩ, không hề bị tác động từ người ngoài. Hơn 3 tháng qua, Hồ Văn Cường đối mặt với ồn ào vô ơn với mẹ nuôi Phi Nhung. Sau khi nhận lại tiền từ ekip của mẹ nuôi, Hồ Văn Cường cũng chính thức rời khỏi nhà Phi Nhung và không còn liên quan gì đến ekip cũ. Rời khỏi nhà mẹ Phi Nhung, Hồ Văn Cường chọn cách ở ẩn, không xuất hiện trên mạng xã hội cũng như truyền thông suốt một thời gian dài. Mới đây, Hồ Văn Cường mới chính thức tái xuất. Nam ca sĩ giờ đã tìm cho mình một ekip mới, được chăm chút kỹ càng hơn. Hiện tại, Hồ Văn Cường đang dành thời gian tập luyện để trở lại sân khấu sau thời gian vắng bóng. Sự quay trở lại của Hồ Văn Cường được fan hào hứng chờ đợi.